Ok, hồi lên em. Hôm nay thì chơi thử một con game cũng dạng mà thủ thành tiếp. Game này Gogu Tower. Nó vừa Gogu Live mà lại vừa thủ thành nữa. Nên gọi là Gogu Tower. Thì đây cũng lần đầu vô game nên cũng chưa có gành lắm. Ui kia là gì? Lớn nhỏ hả? Ok. Chữ nó hơi bị gân cương nha. Chắc là cái độ phân giải họ cũng cố định đó. Nút gánh là gì đây? Cái này thì chắc chưa có gì đâu. Này là thông số quái vật. Con ngọt. Trời, thiết kế kiểu đúc hết. Cũng chưa có mà cái wiki, cái này dạng như cái Wikipedia và mấy quái vật vậy. Tower Master. À đây như cái hướng dẫn. Thì cái này dạng như là nó đi nhanh đi chậm. Hai cái đồng dược liên đi nhanh chậm, cái xanh lá là máu, cái vàng là giáp, còn cái này là siêu máu di thủ nó còn siêu là dạng như cái siêu đi, siêu là lần trong mấy con game này nó sẽ liên quan đến kháng phép, còn giáp thì liên quan đến kháng nhiệt lý cái thứ, slow là làm chậm, dodge là cái hiệu ứng hả? Hiệu ứng mình chỉ có ba loại là chảy máu, siêu đốt nhưng mà độc, độc hay là độc tử gì đó, đây ghi là độc nè. Này chảy máu này, thiêu đốt hoặc độc nè. Thì khi mà không có đúng hệ cái mà kháng con quái á, thì nó sẽ gây ra có nửa đam thôi. Rồi ok, hiểu đơn giản gì được rồi. Cái này là dạng mấy thử thách khi mình chọn thì nó sẽ tăng thêm. Cái này như là đường đi của quái á, giống game lần trước tôi chơi thì nó có một cửa hai cửa thì dạng như gọi như độ khó đi, thì chúng ta bắt đầu với cái đơn giản nhất. Tại con game này tôi thấy có phần nâng cấp nên mình mà đâm ngang một cái là thế nào cũng xác định ăn hành à. B vô đây, di chuyển bằng này B với mà S kép thì ngừng. Conship là cái quái gì đó đọc không được. S mo hả? C là dạng như cái camera canh gì trên giữa, ghi cái enter cam. H là ẩn cái UX UI đi. T là sâu đau. À đây. Bên này mất khúc rồi. Nào tích ghét để xem mà toàn bộ hay là chỉ mỗi level này. Bên CD là dạng như cây nỏ vậy. Xe cây nỏ đây, mở đây. À bán thì nó hoàn nguyên tiền luôn. Cái này tầm đánh 5 tốc độ bắn là 20. Này tầm đánh là 6.5, vậy là mình xây cao hơn một ô thì nó tăng được 0.5 tầm đánh. Vậy mấy trụ nào xin sò thì tôi sẽ xây lên cao. Này cục gì đây? Mana, tinh thạch mana. Đặt một cái Simon mana ở cạnh bên tinh thạch này để khai thác mana từ nó. Cây bây giờ thì có cơ hội gớt một cái gạt nâng cấp khi mình chặt nó. Cây là cái này hả? Chặt được luôn. Tất cả cái nỏ cộng một đam vô mà cái siêu, tất cả nỏ cộng một đam vô giáp thì lấy chặt cây đây. Mình tập trung quả lực lên đây, mấy khu dưới này thì phế lắm. Để sống vậy bắn nó nhà. Thì mỗi level thì căn nhà này sẽ trả một cái số tiền để phòng thủ bảo vệ, nó dạng như thu thế vậy, tiền trong dân còn nhiều lắm. Cái gì đây, lên cấp hả? 19, 20, 20. Cái này 9, 10, 10. À lên cấp thì nó mạnh hơn rất là nhiều luôn á. Chỉ mình bán mấy cái trụ hồi nãy ở đây là có vẻ lỗ rồi đó. Đây tôi sẽ tập trung quả lực mấy cái nỏ này vô chính giữa này. Đi càng xây nó càng tốn tiền nha. Bây giờ lên 109 này nè. Cái đầu tiên là có 10 tiền đó. À cái này là nó sẽ ưu tiên cái mục tiêu. Đây rồi, Simon Mana Gitto vậy nè. Double cơ hội nhưng mà cái cây thì rất kẹt. Chắc chọn cái này thôi.
cái gồ kết là gần chết, máu nhiều, giáp nhiều, siêu nhiều, gần hết máu. À, nhanh đi chậm. Chỉ là cái này là thứ tự tấn công của mấy cái vũ khí, của mấy cái công trình của mấy con quái. Chặt cái cây này sẽ cho mình 49 vàng và 14% cơ hội gớt kẹt. Chừng nào nhiều cây hả? Bên cây nè, 3 cây à. Cái này level 2, level 2 thì chắc bắn mấy con máu nhiều. Level cao quá mà bắn vô mấy con máu ít thì nó có vẻ lỗ lắm. Ví dụ con máu còn một máu đi mà đam của cái level cao của mình là 20, bắn vô thì nó lỗ 19 máu. Cái đó là ví dụ thôi nha. Hết tiền. À, nó đang có cái ống màu tím vậy nè, là nó đang tăng tốc chạy nhanh đó. Chứ nó này là gì? Một cái mỏ đồng, đặt một cái máy đào ở cạnh bên để khai thác nó. Làm sao mình có mở máy nữa ta? Nâng cấp nhà chủ à? Nhà chủ không bấm vô được. Ê, số hiếu quá vậy? Giết nó, giết nó. Không đủ tiền. 10 trên 10 mana, mana là quái gì đây? Nó có tập tinh thể mana nè, mà tôi chưa biết mana nó xài vô gì. Lên cấp nè. Có mỗi cái nhà dân mà nó đóng thế cho mình nãy giờ đó. Chủ này ở đây hơi phế nha. Sống rồi, sống rồi, vô phương cứu chữa rồi. À, con mất nhiều máu lần, con mất máu 4 con rồi. Cái này 2 con đó nè. Chủ này, tất cả các chủ thì cơ hội giết sẽ tăng lên theo cái level của nó, nhưng sẽ mất một cái máu, một cái đam cơ bản. Chơi liều thứ rồi, coi làm sao. 220 lần tiền đâu không sai. Bắn chậm dữ thần luôn. À, mấy này là mấy thuộc tính của cái chủ đây. Gao nãy mà sống thì gao này mình đâu có xây được thêm cái gì thì lại càng sống tiếp. Tôi nghĩ là toàn tại đây rồi. Nó ép mình phải thua để mà có gì ra nâng cấp lại thôi. Mấy cơ chế game này luôn luôn là gì? Thay vì tutorial thì để chúng ta ăn hành. Không, chắc quay sau mới thôi. À không, quay này thôi luôn rồi. Không một cái NPC. Để coi thua nó báo làm sao. Game over. Chúng ta đã thủ được 9 level thì gọng 45 f, giữ một level 5 f. Kỷ lục mới được ghi nhận thì gọng 135 f. Ok. Bây giờ nâng cấp. Rút thêm một cạc khi mình có thể nâng cấp. Ê, bên đây có trụ băng nè. Hot kiếp nè. Đây sử dụng mana để tạo ra cái trụ ma thuật này. Một cơn tạo ra một cơn báo tuyết. Nó sẽ làm chậm quân địch 50%. Dưới này là trụ lửa. Cái trụ này thì mạnh với mà giáp, nhưng mà yếu với cái siêu.
với lại trụ độc. Trụ độc thì mạnh với siêu nhưng mà yếu với giáp, vì hai trụ này đi với nhau. Nói chung lửa đốt vô giáp thì giáp nóng, còn độc đốt vô giáp không được, độc đốt vô siêu được. Đây 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 mấy cái này nãy nè, máy đầu nè, công trình bui bên cạnh thì sẽ nhận được máu cho cái tháp của mình thêm một máu nữa, 10% cơ hội mỗi level sẽ hồi phục tí. Mình còn có 30 ép à. Tạo một mana mỗi giây vô cái nhà chính. Còn 20 á. Gấp thêm một càng một mà đồng nữa khi nó chết. Ok, còn 5 ép hết. Chúng ta tiếp tục. Vậy là unlock là phải kha khá mới chơi được đó nha. Ủa, chủ độc mình đâu? Độc lửa băng gì nâng nãy giờ đâu? Cái gì đây, cái tháp à? À đây, mình có trụ băng. Trụ điện. Trụ băng đây. Mana 17. Ồ, cái phạm vi nó vừa đủ ở vuông luôn nè. Chắc phải đặt thêm cái trụ băng ở đây nữa. Không, đậu ở đây đi. Không đủ tiền, 350. Ủa, hết mana rồi. Tầm đánh là 3. Tốc độ 504. Mana sử dụng là 2 mana 1 giây. Vậy là mình phải có cái gì đó phục hồi mana nữa. Tôi sẽ tập trung vào cái khu này. Tại vì quái nó đi chỗ này thì cái khu này có thể bắn được 2 lần lắm. Nên ít nhất là hai cái trụ băng ở đây nè. Bắn một cái vụ nổ trong cái phạm vi khoảng cách xa. Mình thử cái này ơi. 200 tiền, mình còn 94 à. Mana mình tăng nhiêu là trụ này xài hết, nên chưa có cái cách tìm được cái cách thu hoạch mana thì chắc không có xài thêm vụ băng nữa đâu. Rồi ba cái độc lửa gì nãy giờ mình nâng đâu. Ủa nhà này nó không đóng tiền cho mình hả? Mở bên đây thì chắc xây ở dưới này. Xây khu này. Đây cũng được. 200 này, 200 này. Sẽ đây có cộng 1. Ồ, chủ này bắn sao hết đó chứ. Cứ gì xem đây rồi. Bán. Ủa xảy đây nó bắn còn xa hơn nữa là sao? Hình như cái trụ này để dưới đất thì nó mới bắn xa hay vậy? Viên đạn bay tới thì nó chết rồi. Ý gì mana. Vấn đề là khai thác sao? Phải xây vài trụ ở đây nữa để gỉa máu mới được. Cây thì mới có 3 cây thôi. Một khi đi tới đây thì coi như thua luôn rồi. Đó.
cái này phải bắn vô cái con đi nhanh nhất. Để cái viên đạn rớt xuống thì nó còn trúng được mấy con ở ngoài sau. Đây cái chủ độc đây. Cái này là hồi phục 1% mana mỗi giây. Mình không có mana thì sao ta? Thôi thì độc 300. Độc thì chắc đặt tay quá. Cái này lên 350 là tốn tiền phết đó chứ. Chỗ này có khi dời qua đây đi. Bắn. Bắn được rồi đó, bắn đi. Trời ơi. Trời ơi, bắn hụt không mấy cha. Con giữa đi, chủ độc nó phun kìa. Cái độc này hồi nãy là nó yếu với cái siêu, ủa nó yếu với cái armor nên người sẽ ưu tiên nó bắn vô cái siêu. Cái ưu tiên thứ hai là máu cao. Để xây thêm cái gì kĩa máu trên đường mới đi qua mới được chứ. Để cái gì đây, nhìn giống khúc gỗ rồi vậy. À cái xe cái xây thêm cái này ở trên nữa mới được. Đó, bắn vô mấy con ở giữa, lũ đạn nó đi bắn mấy con ở đuôi. Thủ được, thủ khỏe. Còn mấy xe này là sao ta? Xây xây ở đây nó ngon hơn. Để tôi mở nguồn nữa rồi tính. Mở nguồn nữa chắc nó quay đâu qua đây thôi. Map này hơi xấu. Có khúc cua như thế này rất là ngon nè. À chiếc xe đó chứ mình chở đúng vậy. Nó chở thêm 2-3 thằng nhỏ trong nữa. Viên đạn rớt xuống này nó đi 8 mùa rồi. Bắn đi chứ. Trời, bắn hụt không? Phí tiền, phí của. Trời, bắn hụt gì mà lên cấp. Nó ghẻ chả được như máu luôn. Đó, bắn mấy cú hiệu quả vậy đi. Không biết có nên dây thêm cái trụ băng ở đây không, hoặc cây đây cũng được, nhưng mà mana đâu nữa mà. Rồi bấm lên cái này nó che ra này. Rồi, không xây đây đâu, nó xây xây đây ngon hơn, hoặc đây ngon hơn. Viên đạn rớt xuống thì chết nha. Đây 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 đây, đào mana nè. 100. Ủa đặt cạnh gì rồi được á hả?
Đây đây nó đang thu nhập một mana vậy, gặp ở đây nó được không? Hết tiền, chậm lắm. Tới đây bắn không? Bắn bắn bắn. Ừ. Chỉ cho nó bắn hụt tới đây. Bế. Đó, bắn cú đẹp đẹp gì đây. Hụt đó, con cóc. Mana, mana, mana. Ở đây có nguyên đường mana nữa. Mình hai cái trụ băng với cái trụ độc là ít nhất phải 6 mana. 6 mana mỗi giây á. Bây giờ nó cộng có là 3 mỗi giây rồi. Ủa mình được mặc định là một rồi ở đây. Rồi à, hai cái nữa là mới 3. 500 tiền của tôi đó. Thủ khỏe. Bốn mana anh dây à, vậy một trụ này đặt nó vị trí đẹp thì đặt được bốn ô xung quanh luôn. Hình như nó bắn càng xa là nó càng dễ hụt. Thêm cái nữa đủ rồi. Thêm cái nữa mình bắt đầu có thể sờ farm được mấy cái trụ độc như cái thứ rồi đó. Xong rồi. Mở xuống dưới đi. Rồi một gừng mana luôn. Tôi sẽ đặt một cái trụ độc ở đây. Tiền méo đâu. Bắn gì hụt công không cốc ơi. Xây mấy cái nỏ có ý nghĩa nữa. Chỗ này bắn vô mấy con nhiều máu á. Để mà 5 rồi nè. Nên đặt cái trụ độc ở đâu ta? Ở đây thì có vẻ đẹp nè. Tí nữa mình sẽ đặt thêm cái trụ băng. Cây ít quá ta. Mà mình chả có nâng cấp cái cây nào luôn. Tôi mới phao lại một tí. Tới đâu rồi? Xong cái quay nãy rồi. Chúng ta mở tiếp thôi. Đây có một cái khúc cua. Bán chủ độc, bán chủ độc. Giờ ở đây. Con gì đây? Con ngọt kia gì nữa. Phải thêm một cái trụ băng nữa ở đâu đây nữa mới được. Để nó chia mana ra cho mình dễ tối ưu hơn. Cái trụ này thì nãy tôi xét nó làm sao ta. Copy đi, mod shield. Mod shield. Master. Trụ này sẽ đánh vô mod armor. Con này nó đầy máu quá đi tỉnh queo vậy. Khu này làm ăn rồi.
đó, nổ hiệu quả không? Con này chắc boss quá. 440 tiền, 450 xe vụ băng. Xe ở đây thì nó không có nhiều hết. Xe đây thôi. Chết, hai xe lại nữa rồi. Không, thủ được. Có cái trụ băng rất lợi hại nè. Bạn game này không có tăng tốc độ đâu. Dính độc nè con. Ok. Có cái trụ điện gì nè. Sử dụng mana hả? Mất một đam cơ bản nhưng có tỷ lệ chí mạng. Tôi không biết cái này nó thực sự ngon không. Cái chủ xét này thì không biết, chưa có coi thông tin đó. Lấy thử này. Không chơi xét đâu. Xét mình chưa có nâng cái gì hết trên. Có chủ bằng. Mộ là sao? Gip. Copy. Master. Để sâu đam lít đeo vờ cái nỏ này vẫn rất là mạnh nhất, vẫn rất là uy tín. Thêm cái trụ độc như đây nữa. Trụ băng là 7k. Chủ băng mạnh gì đó hả? Nó vừa làm chậm mà vừa gây đám rồi, khủng khiếp. Độc thì khá phế. Tắt rồi, rồi tê. Chủ độc đánh bao xa ta? Khá là rộng, xây ở đây thì hơi phí á. Ở đây có vẻ ngon hơn. Sấy đó đây thì nó không bắn được bên kia. Sao ta? Đây. Thêm mana nữa không? Thêm tí mana đi. Không có cây cỏ gì nữa. Cái gì đây? Trời, nó cưỡi chổi kìa. Phù thủy à? Baba Yaga. Để chủ độc gây kiểu máu ngon phết. Này thì cửa chổi với anh này à. Chủ băng chắc tôi đặt thêm một cái nữa đây. Chủ băng hiệu quả quá. Mana vẫn còn có thể dư giả luôn.
550 lần. Đồ chỗ này mạnh vậy, phải leo bờ 7 rồi. Này leo bờ 6 rồi. Chủ băng leo bờ 4. Năm chục rưỡi luôn ha. Bốn chiếc xe à. Ok. Gan 2. Ngày gan 3. Chênh lệch khá nhiều quá. Ủa, không lộn. T Dead level. Chủ băng vẫn quá mạnh luôn. Mạnh hơn chủ độc nhiều. Chủ độc nhìn nó múa vậy chứ không bằng chủ băng. Tí nữa tôi sẽ ra nâng cấp cái chủ băng lên. Nó vừa làm chậm mà vừa gây đam mạnh á. Nó lên 7k nè. Cái bảng này cảm giác như nó bị thiếu cột bên đây á. Đi cái gì đây? Có báo hả? À. Còn cái nào nữa không? Còn kho báo nữa không? Bản hồi nó nói qua đây thì nâng cấp cái khu này nữa lên. Bắn ai gì mấy ông góc. Chủ thích la cây bây giờ gấp đôi cơ hội càng. Cái này nó bắn vô là máu, cái này bắn vô siêu, chỉ cái này bắn vô armor. Armor và siêu. Ok. Con này tên gì? Chua ke gì đó. Bay màu rồi. Ba ba ga 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 nè. Chủ độc anh đặt ở đâu? Bữa này cái gì đây? Đó, cái đó cái chủ băng ở đâu đó vậy? Phải nãy giờ ở đây có cái chủ băng đâu đây, nãy chắc lính nhầm vậy đó. Giờ ngàn mấy tiền nè, cây đâu rồi, không có cây này xong mà chặt. Cây này sẽ cho 300 tiền và 38% rớt cái kẹt, nào cần thì tôi sẽ chặt.
Trời, bắn hụt. À, trụ này bây giờ bắn kéo qua đây được rồi nè. Ngon. Trụ băng nó có gây đâm đâu ta? Có. Tí nữa mình mở mấy ô này mình xây ngay đây luôn nè. Ô này là cái ô tập trung vô của mình nè, cái này để tạm thôi, này cũng gì luôn, này level 7 bán uổng lắm. Còn gì bự quá đây, bắt đầu hết mana rồi. Ấy gọi thủng rồi. Cái con này nó trâu dữ vậy, nó hồi máu rồi kìa. À, méo ổn rồi nha. Gì chỗ này là cái quái gì đây? Đi bot. Tôn van kia lim gì á. Khung này nè, chủ độc ấy. Nửa cây này chắc không qua được đâu. Mấy này nó có hai dạch máu mà nó trâu cũng chết. Để đi nhanh nữa chứ, còn nó chạy rồi. Giết này nè. Ủa nó không có hòm, không có gương gì anh ta. Từ quên nó chặt cây rồi. 42% không gớt rồi. Không gớt luôn rồi. Hay là phải làm cái gì đó nó mới gớt. Nguyên map bên lớn đây có 2 cây rồi. À đây 1 cây nữa. À nó lên đây, hồi 1% mỗi giây. Sao 75 là không đủ tiền rồi. Mình sẽ đặt thêm cái chủ độc ở đây nữa. Mình sẽ tập trung năng hướng này. Mana nó đốt gì kìa. Không nên nói luôn.
tê coi à. Trụ băng nó vượt trội luôn á, vượt trội mọi thứ mà, chỉ là cái siêu nít hơn thôi. Trụ băng giờ lên 950 rồi. Có cây nào để chặt nữa không bạn ơi? Nó qua được cái khu này là thấy nguy hiểm rồi đó. Mấy này nó hồi máu nhanh khiếp luôn. Rồi nó đi luôn rồi. Thôi. Rồi nó chết nó còn đẻ con nữa chứ. Cái con nó cũng trâu nữa. Con 4 máu. Không có cái cây luôn. Bắn những con đi nhanh nhất á. Đặt ở giữa mấy cục thì nó cũng thu có một thôi. Chắc phải thêm vài ngõ này. Mấy cái kia giờ nó phá giáo quá, chịu không nổi nữa, nên chỉ xây được cái dàn nỏ này thôi. Còn gì đây? Còn gì dắt bơm kim ton hả? Dắt bí ngô hả? Rồi xây đây, không xây đi, xây bên này làm gì? Ngu rồi. Xây bên đây ngon hơn rồi. Không có cái mod chiều mod armor bì butter cụ này cũng vậy luôn butter air
Đây không ngon, đây ngon hơn. Đây nó với qua bên này được một chút. Chủ độc này 2 mana mỗi lần bắn. Tỷ lệ chí mạng gì đó là 2%. X2 là cái tỷ lệ chí mạng. Có khi thêm cái trụ băng ngay đây á. Bỏ này đi. Trụ băng vào mắt quá, 950 rồi. Chúng ta có cái trụ điện nè. Thử coi. 200. Ôi nó bé tẻo hả? Để cái mô tả này che ở trên này. Cái giọng nó tôi thấy bé tẻo thôi. Hết tiền. Mộ mà đi hướng khu này á, không có một cái cây nữa. Thêm trụ băng ở đây. Không, thêm gì tiền méo đâu thêm hoài. Còn gì đây? Ovon, Ovogovic. Ê, con nó giật đây. Phù bắp. Không thấy miếng đam luôn á. Hết tay nà, cái trụ này nó không quan trọng luôn. Con này đầy máu luôn. Sao không thấy nó giật máu gì anh vậy? Kìa giật từng chấm kìa. Ôi vãi lụ đạn. Hình như nó còn hồi máu nữa hay gì á. Đi qua cái khu này mà nó mất có 1/8 máu à. Kim can bất hoại hả? Trời nó cộng 100 máu kìa. Thôi xong tôi rồi. Nó đi lên tới đây thì hồi máu đầy rồi. Ê. Rồi thua rồi. Con kia không cần tới nữa. Nó hồi máu lần trăm trăm vậy xong chết. Rồi game over. Chúng ta đi được 24 level. Nâng cấp thêm thôi. Trụ băng rất là mạnh nha. Trụ băng rồi. Đây. Gây đam cho quân địch trên một cái con đường. Bên này sao nó mắc như vậy? Cái này giống hút máu hả ta? Gây đam là sao? Có màu quái bay nữa hả? Vãi thiệt. Hồi nào tới đó đi tính. Tinh thể
Phá quỷ giáp rất là mạnh luôn, đánh tầm gần, phá quỷ giáp. Cái này thì yếu quỷ giáp, vậy xây trụ độc cho nó đi với trụ kia được à. Này gì? 50% gây ra thêm 5 độc. Lấy hai này luôn. Thêm một đam. 120 ép tận tốn lắm. Cái miệng này là tính sao ta? Cái gì nữa đây? Summon một chiến binh. Được. Đam vô siêu hả? Nó mặc định nó đang sẵn cho mình cái nhánh dưới nè, là làm sao ta? Canon. Địt Chamber Gun là bắn rất là sao luôn. Cái này bắn vô siêu. Tôi đang hóng cái này thôi, cái này bắn vô giáp 250 đó. Sót cả người luôn á. Thêm một đam. Ok. Thử cái canon luôn đi. Cộng 10 gan hả? 10 gan là nhiều không ta? 10 gan có khi cũng nhiều á. Thôi còn 200 điểm tiết kiệm. Bây giờ mình sẽ tập trung vô cái trụ này, trụ độc, trụ băng chứ, trụ băng là cái thứ nhất. Lên chiến thuật. Trụ băng với gặp trụ này. Cái tinh thể này thì nó bắn vô giáp, tại nó xài mana phép. Này bắn vô siêu, canon siêu. Canon sẽ thường nhận lý. Hai này chắc không chơi độc đâu. Độc thì hàng hũ nó ra thì chơi thôi. Đó. Vãi, cái này nó mạnh vậy. Chắc tăng cái nánh nha này. Nghiên cứu thì nó sẽ tăng lại cái gì đó. Mana banh cộng một mana tối đa với một mana hồi. Ok, làm sao mình lóc thêm một cạc lên sao. Đây mana, đây mana trần. Tiến rút thêm một cạc cũng được. Mình 75 mà chưa biết tăng cái gì. Thủ một đường mà tan nát gì, thủ bốn đường thủ sao trời.
cây canon 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 1.000. Trời ơi. Nó bán 1.000 tiền kìa. Tiết kiệm chơi thử cái không? Tôi sợ xây xong nó không hiệu quả nên là đi luôn á. Chỗ này quý đó. Đây 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 1.000 lạm phát à. Chứ ngu rồi, biết gì không tăng vô hai cái này bùi độc bùi lửa bùi bùi băng rồi ngủ đạn đó chứ. Tôi cần trụ băng cơ. Ban đầu chủ băng chủ băng đúng là Gogu Live thì đó, game nhân phẩm. À làm sao biết khi nào mình lên cấp ta? Ủa nó chảy máu hay gì? Không nó bị bắn. Đây chú băng đây, chú băng đây. Ok. Ba trăm rưỡi không có tiền nữa. Này nó quá trâu vậy đó. Chủ ban đẳng đây cũng ngon lắm nè.
Không có cái cây luôn. Chờ lại thôi. Làm lại. Có cái đào đòi tiền rồi được không ta? Nó tới ngàn lần sân say. Summon này thì sao? Có 130 F không đủ rồi. Chức năng chủ động. Không đâu, bên đây nè. Năng độc nè. Nên 80. Độc làm chậm 500 cũng được. Tất cả các đòn đánh vô cái đam độc thì sẽ tăng thêm tí. Còn 70 hả? Tăng 10% ghét vô cái mục tiêu này. Này chảy máu mình chưa có cái nào chảy máu cả. Tăng thêm cái máu tối đa cho cái trụ của mình. Ê, ê, ê. Xài được chưa cái mộ địa luôn kìa. Thêm 100 vàng khởi đầu. Game này chắc là phải nâng hết cái cây kỹ năng đó thì mới bắt đầu được. Muốn bắt đầu gọi là trò chơi. Tôi thử một phát nữa thôi. Xong phát này nghỉ nha. Này nên đặt mấy cái phím tắt 123 đi, phím bấm qua. Chủ độc đây. Chủ băng hả? Ủa cái này là cây. Độc thôi. Cây này có 25 tiền, chả bỏ dính dân. Butter. Dời qua đây. Nếu tí nữa mở lên đây tôi sẽ tập trung quả lực vô khu này nè. Để nó bắn được hai bên trái phải không? Như vậy cái trụ này chắc phải hy sinh quá, nó leo vào 1. T. Trụ băng đây, có trụ lửa luôn, lấy trụ băng đó. Khúc cua này cũng không có ngon cho lắm đâu. Ủa không, chủ độc chứ. Tiền
chủ độc này đánh vô mà mấy cái siêu, thì cái trụ này đánh vô là mấy cái armor, armor với máu. Con này là siêu. Ok. Butter, butter. Bữa mana mình cũng đâu mà cộng 2 cũng ngon quá nhá. Ba trăm rưỡi xây thêm trụ băng đây, chết rồi sống rồi. Ấy 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 ấy. Chặt cây đi. Chúng này lên level 3 nên tập trung quả lực dồn vô đây. Này nó không bắn người ta, hết sạch mana rồi. Cái quay này khó thủ rồi đó nha. Thôi. Thôi thôi thôi. Mình lại kiếm cái nào mà cái tiếng đường đi nó gọn gọn tí. Cái cua ngay đó thì khó. Gán vượt qua cái level 24 lần đó. Rồi quái đi đường thẳng luôn. Phải chỉ khúc cua nữa đi qua đi lại hai lần đó thì ngon. Đây khúc này được nè. Cái lần đầu lần thứ hai mình chơi thì đúng ngon á. Chụ lửa à? Thử luôn đi.
chùi lửa nãy bắn sao ta? Chủ này không biết nó bắn đam vô cái gì nhiều. Chữ T coi à. Tesla đam vào giáp chứ không đam vào siêu. Tesla đam vào giáp. Đánh hơi bé, đặt đây đây. Đây có chủ độc. Thử cái này á. Đánh vô giáp. Cái này thì đánh vô đâu nữa? Nó chưa có siêu chứ không phải đánh vô armor. Cái này đánh vô armor nè. Armor với heal. Cây nhiều quá ta. 121 vàng. Tập trung bán nhiều siêu. Đi qua khu này nhẹ nhàng quá là toan rồi đó. Toan rồi, vàng hậu cần mình yếu quá. Tập trung bắn mấy con ít máu. Giờ mấy con đi chậm, mấy con đi nhanh cũng được. Chưa gì lên sổng 5 con rồi. Trực điện đi chứ. Hết mana. Hết mana nó để chạy luôn. Thua. Lại cây cú dữ thiệt, một cửa mà thủ như thế này thì ba cửa hai cửa thì không biết tính sao nữa. Sống bắn đi. Đó, khúc cua như thế này khá là đẹp nè, dồn hết quả lực vô đến giữa.
Chúng ta có trụ độc, trụ nổ. Này đi, tí nó có mana thì bôi trụ độc sau. Đó, tập trung bôi như khúc này, cái map này thì nó ngon nè. Bắn hụt không? Chủ băng cái này sẽ đánh vào những con đi nhanh nhất. Hai trăm rưỡi chắc ăn ở đây mới có cái chủ băng này, một cái nữa ở đây. Tiêu của cái màn này là qua được tiêu 30. Cái trụ băng ở đây nữa nè. Sao nhà này đông dữ vậy ta? Xin chùa rồi. Nếu đặt đây thì sao? Mana hay là chủ băng? Canon thì mới có tiền đâu. Mình thử cái này à. 500. Ấm cua gì không ngon này.
Bắn gì bắn hụt không. Đi, cho con này nó đi tới đây mà còn đầy máu vậy. Trụ băng để đây được không ta? Cạn mana không được, không farm trụ băng được nữa. Farm mấy ba lít ta này thôi. Chừng nào có cái bình đầu mana chúng ta mới farm băng tiếp. Mày bán được. Chỗ này thì thấp quá không được. Rồi sống rồi. Ấy viên đạn gớt xuống thì bốn thằng nó đi vô rồi. Này hồi mana thôi chứ chưa có mana nữa. Lên thêm cái trụ băng ở đây. Mình phải đào mana mới được. Chứ có 3 mana mỗi giây thì cũng hơi khó. Này làm sao ta?
mang xe đi tới đây mà còn đóng giáp luôn. Đi con ốc. Ốc đi tới đây mà còn đầy máu luôn kìa. Hồi nãy con ọt lúc đầu tiên nó ra lần đầu thì tôi đã có chủ độc ngon nghẻ mà đâu. Giờ phèn quá. Cố 500 xây thử cái này coi sao thì thua. Nửa cây nó à. Không chết nó nổi quá. Khả năng nào chết không? Chết vừa đủ chết. Đây là đào, nhưng mà độc này mình chứa chủ độc nên chắc đào mana đó. Thì thử cái này nè. Cái này nó làm sao? Tăng được cái trần mana lên tí. Đi cái gương, cái gương. Ngàn tiền hả? Tử rồi. Một đam vô giáp. Giết. Cái này có siêu rồi, bắn hết tấm rồi. Giờ gắn tích ngàn tiền á. Ba ga da rồi. Mấy con này có siêu thì cái trụ mà độc bắn mới ngon. Còn ba ga da nó không có cương đâu.
gì bắn hụt không. Con này sẽ bắn vô những con có ammo cao. Ammo và heal. À, còn xe đây. Thủ thế, thủ thế. Đây, thế đặt gần cái mộ thì thu được tí tiền. Ngon. Chết rồi mà vẫn phải là đóng tiền phải không? Anh em thấy cuộc sống nó khắc nghiệt không? Mình hết mana quên rồi. Đầu tư mana nữa. Rồi to rồi. Hết mana rồi. Thôi luôn rồi. Này thì chính phủ đi thu thế. Một máu. Chỗ này nó đốt mana cũng tiếp. Chín mana một giây mà chịu không nổi nữa. Không được, phải ngang tầng mới được. Không ngang tầng là nó không có thu. Dĩ như thế này xong rồi thu. Sử dụng mana thu thế hả? Không ổn. Farm nhiều quá là toan luôn á. Mana đủ chưa ta? Sẽ xây thêm cái này bắn thử đây. Bắt đầu tục như tụt quần rồi rồi. Mấy này siêu nó cao quá. Ấy ơi ơi, còn một máu nữa nghe. Rồi rồi, mấy nãy vô được rồi. Thôi. Nó đẻ ra dơi nó chứ. À. Nhưng mà 20. Nói chung chủ này mạnh đó, nhưng mà đốt mana như thiêu. Rồi hôm nay nghỉ đây đây thôi. Ok bye bye anh em. Game là cũng khá là ổn đó. Cũng phải nâng cấp khá nhiều mới chơi được.